Chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở buổi học trước thì cô đã giới thiệu với các em về đổi biến sang tọa độ cực để tính tích phân bội hai. Và sau đó chúng ta cũng làm một số bài tập về đổi biến sang tọa độ cực. Thì buổi học hôm nay, trước khi qua bài mới là tích phân bội 3, cô sẽ cùng các em làm thêm một số bài tập nữa về đổi biến sang tọa độ cực để tính tích phân bội 2. Và cô cũng giới thiệu một ứng dụng của tích phân bội 2, đó là bài toán tính diện tích của một miền phẳng. Ứng dụng của tích phân bội 2 thì có rất nhiều. Ứng dụng hình học thì có thể tính được diện tích của miền phẳng, diện tích của một mặt cong và tính thể tích của một hình trụ cong. Và bên cạnh đó, tích phân bội 2 còn dùng để tính được tọa độ trọng tâm của một điểm trong một cái miền phẳng, tính các moment tĩnh, moment quán tính và moment đối với các trục tọa độ. Tuy nhiên thì cô sẽ giới thiệu một ứng dụng đầu tiên, đó là ứng dụng tích phân bội 2 để tính diện tích của một miền phẳng. Bây giờ cô mời các em xem tiếp một số các bài tập về đổi biến sang tọa độ cực để tính tích phân bội 2. Mời các em xem ví dụ thứ nhất. Tính tích phân sau đây. Tích phân bội 2 trên miền D của hàm 1 trên căn của x bình, căn của 4 trừ x bình trừ y bình, dx dy. Với D là miền giới hạn bởi các đường sau đây: x trừ 1 bình phương cộng y bình phương bằng 1 và đường y bằng 0, và chỉ lấy miền y lớn hơn hoặc bằng 0. D là một miền phẳng được giới hạn bởi hai đường. Đường thứ nhất, đây là đường gì các em? Đây là đường tròn. Đường tròn tâm là tâm y. Cô gọi là tâm y thì có tọa độ là 1, 0, bán kính là 1. X trừ 1 bình phương cộng y bình phương bằng 1. Phương trình của đường tròn tâm y có tọa độ 1, 0, bán kính 1. Đường thứ hai là đường y bằng 0. Đây là trục hoành, trục OX đó các em, trục hoành. Miền giới hạn bởi đường tròn và trục hoành. Như vậy là chúng ta chỉ lấy nửa đường tròn thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy nửa đường tròn ở miền nào? Y lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy là chúng ta sẽ lấy nửa đường tròn phía trên của trục hoành. Nửa đường tròn phía trên trục OX. Bây giờ các em nhìn cái phương trình đường tròn này. Nếu như các em khai triển hàng đẳng thức x trừ 1 bình phương, thì chúng ta sẽ có là x bình phương trừ 2x cộng 1 cộng y bình phương bằng 1. Các em đơn giản 1 ở hai vế, rồi các em chuyển trừ 2x qua bên vế phải, thì các em sẽ thấy là phương trình của đường tròn sẽ tương đương là x bình phương cộng y bình phương bằng 2x. Vậy phương trình đường tròn được viết lại là x bình cộng y bình bằng 2x. Nếu như bài toán này chúng ta đổi biến sang tọa độ cực, thì các em sẽ đặt x là bằng r cos phi, y là bằng r nhân sin phi. Như vậy x bình cộng y bình sẽ được đổi lại là thành r bình cos bình cộng r bình sin bình. Vậy là bằng r bình phương nhân cho cos bình phi cộng sin bình phi. Cos bình cộng sin bình là 1. Như vậy là x bình cộng y bình là bằng r bình phương. X bình cộng y bình là bằng r bình phương. Số 2, chúng ta viết lại số 2 ở đây, và chữ x này là bằng r nhân cos phi. Nếu như các em giải phương trình này, r bình phương bằng 2r cos phi, thì tương đương là hai nghiệm, một nghiệm là r bằng 0 và một nghiệm là r bằng 2 nhân cos phi. Nhưng nếu r bằng 0, tập hợp tất cả các điểm m mà đoạn OM bằng 0, như vậy chỉ có tâm O thôi các em, điểm M là trùng với tâm O. Nếu r bằng 0 thì chỉ có nhận có một điểm thôi là điểm O. Nhưng mà chúng ta có cả một đường tròn, do đó ta sẽ loại cái trường hợp R bằng 0 và ta sẽ nhận là R bằng 2 cos phi. Ta nhận cái nghiệm R bằng 2 cos phi. Như vậy thì khi đổi biến sang tọa độ cực, cái đường tròn mà tâm là 1, 0 bán kính 1 đó, thì sẽ được đổi lại phương trình là R bằng 2 nhân cos phi. R bằng 2 nhân cos phi, đây chính là phương trình của đường tròn trong tọa độ cực. Chúng ta tìm cái phương trình của đường tròn trong tọa độ cực.
Còn nếu như y bằng không là trục hoành. Trục hoành là tương ứng hướng dương của trục OX á, thì tương đương với cái tia là phi bằng mấy kem. OX, chiều dương của trục OX là tương đương với cái tia là phi bằng không. Bây giờ cô mời các em quan sát hình vẽ của miền D. Đường thứ nhất á, xem lại đề ha. Đường thứ nhất là đường tròn, tâm là 1, 0, bán kính 1. Và đường thứ hai là đường y bằng 0, đó là trục OX. Lấy cái miền á, là miền y lớn hơn hoặc bằng 0. Đây là nửa hình tròn. Nửa hình tròn tâm là 1, 0, bán kính 1. Bán kính 1 cho đó, chỗ này là số 2 các em. Nửa hình tròn nè, tâm 1, 0, bán kính 1 nè. Và trục OX, trục OX là cô đổi thành màu đỏ là trục OX. Như vậy miền D á, là miền được giới hạn bởi hai đường màu đỏ. Đường thứ nhất á, là đường tròn tâm 1, 0, bán kính 1. Đường thứ hai á, là y bằng 0, là trục OX. Và đây chính là miền D. Lấy cái miền mà y không âm. Và phương trình của đường tròn trong tọa độ cực như đã giải ở trên là R bằng 2 cos phi. Phương trình của đường tròn, cô nhắc lại, phương trình của đường tròn trong tọa độ cực là R bằng 2 nhân cos phi. Như vậy miền D là một cái miền có chứa tâm O, là một miền có chứa tâm O và có biên là đường cong có phương trình là R bằng 2 nhân cos phi. Các em nhận xét cái miền D này nó bị chặn bởi hai tia, đó là hai tia nào? Tia thứ nhất là OX nè, chiều dương của trục OX nè. Chiều dương của trục OX này là tương ứng với phi bằng 0. Và tia thứ hai giới hạn miền D đó là trục OY nè. Chiều dương của trục OY, chiều dương của trục OY là tương ứng với tia phi bằng pi trên 2. Như vậy là miền D được giới hạn bởi hai tia, tia phi bằng 0 và tia phi bằng pi trên 2. Còn R thì sao? Nếu chúng ta lấy một điểm M thuộc miền D bất kỳ, ví dụ cô lấy điểm M là nằm trên biên của miền D, đó là nằm trên đường tròn, R là đoạn OM. Như vậy nếu điểm M di chuyển bên trong miền D thì cái R này sẽ dao động từ 0 cho đến 2 cos phi. Nếu điểm M trùng với tâm O thì R nhỏ bằng 0. Nếu điểm M nằm trên biên của miền D thì lúc đó R bằng 2 cos phi. Như vậy thì cận của miền D như sau. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại cận của miền D. Như vậy cận của D là phi là chạy từ 0 đến 2 pi, đến pi trên 2. Phi là lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng pi trên 2. Và R là chạy từ 0 cho đến 2 cos phi. R chạy từ 0 đến 2 cos phi. Nếu chúng ta xác định được cận của miền D, bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân các em. Và chúng ta sẽ trình bày lại cái bài giải như sau. Trước hết thì các em phải ghi công thức đổi biến. Chúng ta đặt x bằng R nhân cos phi, y bằng R nhân sin phi. Khi giải bài toán thì dòng đầu tiên là các em phải ghi công thức đổi biến. Rồi, x bình cộng y bình bằng 2x. Đây chính là phương trình của đường tròn tâm 1, 0, bán kính 1, là đường biên của miền D. Phương trình này được đổi sang tọa độ cực là R bằng 2 nhân cos phi, như chúng ta đã giải ở trên. Và cận của miền D, cận của miền D các em viết lại là phi lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng pi trên 2. R lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân cos phi. Do đó tích phân đã cho được đổi sang tọa độ cực như sau. Đây là đề bài toán. Tích phân bội 2 trên miền D của hàm là 1 trên căn bậc 2 của 4 trừ x bình trừ y bình dx dy. Giờ các em viết trong tọa độ cực bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2. Tích phân từ 0 đến pi trên 2 d phi. Tiếp theo nè, tích phân từ 0 đến 2 cos phi. Rồi chúng ta đổi cái hàm đề cho sang biến R phi.
Ở dưới mẫu các em, ở dưới mẫu số là căn bậc 2 của 4 trừ. Nếu mà chỗ này các em đặt một dấu ngoặc ở đây thì là 4 trừ mở ngoặc x bình cộng y bình đóng ngoặc. À, x bình cộng y bình là r bình phương. Do đó chúng ta viết lại là căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương ở dưới mẫu. Và trên tử thì các em nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi là nhân thêm chữ r nhỏ ở đây, dr. Chữ r này là trị tuyệt đối của định thức Jacobi. Và dưới mẫu này là cái hàm giả thiết đã cho, à, chúng ta viết lại trong tọa độ cực căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính cái tích phân trong tọa độ cực. Cô nhắc lại tích phân. Tích phân đã cho bằng tích phân từ 0 đến pi trên 2 d phi. Tích phân từ 0 đến 2 cos phi r chia căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương dr. Các em nhìn cái hàm này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân theo biến r trước. Các em nhìn cái hàm số dưới dấu tích phân nè. Nếu các em lấy căn của 4 trừ r bình phương mà đạo hàm á, căn của 4 trừ r bình phương đạo hàm thì đáp số của đạo hàm là gì? Căn u, à, các em dùng công thức căn u đạo hàm là u phẩy chia 2 căn u. Vậy đạo hàm của căn bậc 2 4 trừ r bình sẽ là u phẩy là trừ 2r chia cho 2 lần căn của 4 trừ r bình phương. Bây giờ cô sẽ thêm bớt cộng trừ 2, à, thêm trên tử số và dưới mẫu số cộng trừ 2. Ví dụ cô sẽ nhân trừ 2 kế chữ r và chia cho trừ 2, dấu trừ viết ở đây. Nhân trừ 2 và chia trừ 2 nè. Các em nhìn cái hàm này chính là đạo hàm của căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương. Nhắc lại, căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương, các em lấy đạo hàm theo biến r sẽ là bằng u phẩy trên 2 căn u. Đây là 2 căn u nè, là 2 căn bậc 2 của 4 trừ r bình. U chính là 4 trừ r bình phương và u phẩy sẽ là trừ 2r. À, trừ 2r. Vậy hàm dưới dấu tích phân là đạo hàm của căn bậc 2 4 trừ r bình phương. Như vậy nguyên hàm của biểu thức dưới dấu tích phân này sẽ là căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương. Đây cô viết nguyên hàm của biểu thức dưới dấu tích phân nè, căn 4 trừ r bình. Dấu trừ ở đây vẫn viết lại các em. Và cận của tích phân theo biến r là từ 0 đến 2 cos phi. Bây giờ các em sẽ thế cận trên vô vô chữ r nè. 2 cos phi thế vào đây. Vậy là 4 cos bình phương phi. Căn bậc 2 của 4 trừ 4 cos bình phương phi. Đặt 4 làm nhân tử chung thì là 1, 4 nhân cho 1 trừ cos bình phương phi. Căn bậc 2 của 4 là 2. Căn bậc 2 của 4 là 2. 1 trừ cos bình là sin bình phi. Căn bậc 2 của sin bình phi là bằng trị tuyệt đối của sin phi. Nhưng mà sin phi âm hay dương? À, làm sao các em biết được là sin phi âm hay dương? Các em nhìn cái tích phân theo biến phi nè. Cái gốc phi của chúng ta là chạy từ 0 đến pi trên 2. À, do đó sin phi âm hay dương các em? Gốc phi là nằm ở góc phần tư thứ nhất. Như vậy là sin phi là dương. Phi chạy từ 0 đến pi trên 2 là sin phi dương. Do đó khi chúng ta thế 2 nhân cos phi vào đây là căn của 4 trừ 4 cos bình phương. Căn của 4 là 2. 1 trừ cos bình là sin bình, căn bậc 2 của sin bình phi là trị tuyệt đối của sin phi, bỏ trị tuyệt đối ra là bằng sin phi vì sin phi dương. Sin phi không âm đó. Thế cận dưới thì phải có dấu trừ. Các em thấy r bằng 0. Còn lại là căn bậc 2 của 4 là bằng 2. Như vậy là chúng ta đã tính xong tích phân theo biến r. À, và đáp số là tích phân đã cho bằng trừ tích phân từ 0 đến pi trên 2 2 sin phi trừ 2 d phi. À, bây giờ các em tính tích phân theo biến phi. Ở đây chúng ta viết lại tích phân. Rồi, bây giờ các em lấy nguyên hàm theo biến phi 2, đặt số 2 làm nhân tử chung. Dấu trừ, à, nhân dấu trừ vào luôn. Chúng ta nhân dấu trừ vào sin phi là trừ sin phi, nguyên hàm là cos phi.
Dấu trừ này các em nhân vào trừ 2 này nè, tạo thành cộng 2. Nhưng đặt 2 làm nhân tử chung rồi, như vậy chúng ta chỉ còn là cộng 1. 1 nguyên hàm là phi và thế cận từ 0 đến pi trên 2. Các em thế pi trên 2 vào phi, cos pi trên 2 là 0. Thì chỗ này còn lại là pi trên 2. Pi trên 2. Các em thế 0 vào cos 0 á là bằng 1, còn chỗ này là 0. Cos 0 bằng 1 nhưng thế cận dưới á là -1. Như vậy chúng ta thế cận trên á là được là pi trên 2. Thế cận dưới á, thế cận trên là pi trên 2 và tiếp tục thế cận dưới á là trừ cho cos 0 là -1. Và sau đó các em nhân số 2 bên ngoài vào dấu ngoặc luôn là đáp số là sẽ là pi trừ 2. Và đáp số của tích phân đã cho là pi trừ 2. Bài toán chúng ta mới vừa làm xong cũng là một bài toán tính tích phân bởi 2 bằng cách đổi biến sang tọa độ cực. Trong bài toán này thì cô nhắc lại là cái đề bài toán nó là một cái miền D. Một cái miền D nó là được giới hạn bởi hai đường. Đường thứ nhất á là đường tròn tâm 10 bán kính là 1. Đây không phải là đường tròn tâm ô, đây là lệch tâm ô các em, đường tròn tâm 10 bán kính 1. Và đường thứ hai là trục OX, đường y bằng 0. Nửa hình tròn tâm 10 bán kính 1 lấy miền y 0 âm. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái ví dụ thứ hai bằng cách là cũng đổi biến sang tọa độ cực để tính tích phân bởi 2. Nhưng mà ở bài thứ nhất á, cái bài mà chúng ta mới vừa làm xong, thì cô cho các em ví dụ là nửa hình tròn tâm 10 bán kính 1 lấy miền y dương. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái hình di chuyển miền D bằng cách là giống như bài ví dụ 1 nhưng mà quay một góc 90 độ. Như vậy là theo chiều dương thì nó sẽ ra nửa hình tròn tâm là 0,1 bán kính 1 và lấy cái miền là x âm và cũng đổi cái hàm dưới dấu tích phân. Giờ cô mời các em xem ví dụ thứ hai. Ví dụ 2 tính tích phân sau đây. Tích phân bởi 2 trên miền D căn bậc 2 của 4 trừ x bình trừ y bình dx dy. Ở ví dụ 1 thì các em tính tích phân bởi 2 của cái hàm là 1 chia căn bậc 2 của 4 trừ x bình trừ y bình dx dy. Bây giờ chúng ta thử tính một cái ví dụ mà cái căn bậc 2 này nằm ở trên tử. Và D là một miền phẳng được giới hạn bởi các đường sau đây. Đường thứ nhất, đây là đường tròn tâm mấy bán kính mấy các em? Đây là đường tròn tâm là 0,1 bán kính là 1. Đường thứ hai là x bằng 0. X bằng 0 là trục tung. Và chúng ta chỉ lấy miền x không dương, có nghĩa là x nhỏ hơn hoặc bằng 0. Lấy miền x âm nè. Vậy D á chính là nửa hình tròn tâm là 0,1 bán kính 1 lấy miền x nhỏ hơn hoặc bằng 0. Các em lấy nửa hình tròn mà nằm bên trái của trục tung. Nửa hình tròn nằm bên trái của trục tung. Bây giờ từ cái phương trình của đường tròn trong tọa độ đề cát, bằng cách đổi biến chúng ta sẽ đổi cái phương trình đường tròn này sang tọa độ cực. Trước hết là các em khai triển hàng đẳng thức y trừ 1 bình phương nè, là y bình phương trừ 2y cộng 1. Các em đơn giản 1 ở vế phải và vế trái, vế trái và vế phải. Sau đó các em chuyển trừ 2y qua bên phải luôn. Vậy phương trình của đường tròn viết lại như sau: x bình cộng y trừ 1 bình bằng 1 là tương đương x bình phương cộng y bình phương bằng 2y. Phương trình của đường tròn bây giờ là x bình cộng y bình bằng 2y. Nếu đổi biến sang tọa độ cực thì chúng ta sẽ đặt x là gì các em? Đặt x là r nhân cos phi, đặt y là r nhân sin phi. Như vậy thì x bình cộng y bình sẽ bằng r bình phương 2. Số 2 ở đây cô viết lại chữ y, y là bằng r nhân sin phi. Như vậy phương trình của đường tròn bây giờ là r bình phương bằng 2r sin phi.
Các em giải phương trình này sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là R bằng 0 và một nghiệm là R bằng 2 sin phi. Như ở ví dụ 1 thì chúng ta nhận xét là nếu R bằng 0 thì chỉ có lấy một điểm thôi. Tập hợp tất cả các điểm M sao cho đoạn OM bằng 0 là chỉ có một điểm là tâm O. Nhưng mà chúng ta có cả đường tròn, do đó chúng ta sẽ không nhận cái nghiệm là R bằng 0. Như vậy là phương trình của đường tròn tâm là 0,1 bán kính 1 viết trong tọa độ cực thì chúng ta sẽ nhận là cái phương trình là R bằng 2 nhân sin phi. Đây là phương trình của đường tròn trong tọa độ cực. Bây giờ cô mời các em quan sát hình vẽ của miền D. Là các em muốn xác định miền D là các em phải vẽ hai đường. Đường tròn tâm 0,1 bán kính 1. Tiếp theo là trục tung nè. Nhận trục tung luôn nè. Và lấy miền X nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đây là miền D các em. Đây chính là đường tròn tâm là 0,1 bán kính 1. Tâm là 0,1 bán kính 1 cho nên chỗ này là số 2 nè, đường kính là 2. Và đây là đường tròn. Phương trình trong tọa độ cực là R bằng 2 sin phi. Miền D là được giới hạn bởi hai đường trục tung. Trục tung là x bằng 0. Đường thứ hai là đường tròn R bằng 2 sin phi. Nếu chúng ta lấy một điểm M bất kỳ bên trong miền D, ví dụ cô lấy điểm M nằm trên biên của miền D. Đoạn OM này là R và phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX. Chiều dương trục OX đến vector OM. Phi là góc hợp bởi chiều dương trục OX đến vector OM. Các em nhận xét miền D được giới hạn bởi hai tia, đó là hai tia nào? Tia thứ nhất OI nè. Chiều dương trục OI. Chiều dương trục OI là tương ứng với tia phi bằng pi chia 2. Và tia thứ hai giới hạn miền D. Hướng âm của trục OX, hướng âm của trục OX là tương ứng với tia phi bằng góc bao nhiêu? Góc bao nhiêu tia nè, hướng âm của trục OX. Đây là tia phi bằng pi. Như vậy là miền D được giới hạn bởi hai tia phi bằng pi chia 2 và tia phi bằng pi. Như vậy góc phi này sẽ dao động từ pi chia 2 cho đến pi nếu điểm M này chạy khắp miền D. Còn R nhỏ thì sao? R nhỏ là module của vector OM. Nếu điểm M trùng với tâm O thì R nhỏ bằng 0. Và nếu điểm M nằm trên biên của đường tròn, nằm trên biên của miền D có nghĩa là nằm trên đường tròn đó, thì lúc đó R bằng 2 sin phi. Rồi chúng ta viết lại cận của miền D. Như vậy cận của D là phi lớn hơn hoặc bằng pi trên 2, nhỏ hơn hoặc bằng pi. Và R là lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2 sin phi. Và bây giờ chúng ta sẽ trình bày lại tích phân các em. Trước hết là các em phải đổi biến, ghi công thức đổi biến đặt x bằng R nhân cos phi, y bằng R nhân sin phi. Phương trình của đường tròn trong tọa độ đề cát x bình cộng y bình bằng 2y. Phương trình này được đổi sang tọa độ cực là R bằng 2 sin phi. 2 sin phi. Và tiếp theo là chúng ta viết lại cận của miền D trong tọa độ cực. Đây là cận của miền D. Phi là chạy từ pi trên 2 đến pi. R là lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2 sin phi. Như vậy tích phân đề cho được viết lại như sau. Tích phân bội 2 trên miền D của hàm căn bậc 2 của 4 trừ x bình trừ y bình dx dy bằng tích phân từ pi trên 2 đến pi d phi nhân tích phân từ 0 đến 2 sin phi. Hàm giả thiết cho là căn bậc 2 của 4 trừ x bình trừ y bình. Nếu các em đặt một cái dấu ngoặc ở đây sẽ là 4 trừ x bình cộng y bình phương đóng ngoặc. Thì x bình cộng y bình là bằng r bình phương. Do đó, các biểu thức dưới dấu tích phân này
được đổi sang tọa độ cực là căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương. Và khi đổi biến sang tọa độ cực thì nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi, là các em phải nhân thêm r. Đó là lý do có chữ r ở đây. Tóm lại là tích phân là đã cho là bằng tích phân từ b trên 2 đến b d phi nhân tích phân từ 0 đến 2 sin phi căn bậc 2 của 4 trừ r bình r dr. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân này. Đây là cô viết lại tích phân. Bây giờ cô đặt n là cái tích phân theo biến r. Đặt n là tích phân từ 0 đến 2 sin phi căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương r dr. Các em nhận xét để coi tích phân này chúng ta sẽ giải như thế nào. Giả sử là chúng ta sẽ đặt t là bằng căn bậc 2 của 4 trừ r bình phương. Chúng ta đặt t bằng căn bậc 2 của 4 trừ r bình. Suy ra t bình phương á là bằng 4 trừ r bình phương. Các em lấy vi phân hai vế. Vi phân theo t là 2t nhân dt bằng vi phân theo r là trừ 2r dr. Các em đơn giản số 2 bên trái và bên phải. Còn lại là t nhân dt bằng trừ r dr. Chúng ta sẽ đổi tích phân n sang biến t. Cái căn bậc 2 nè, 4 trừ r bình là t, r dr là trừ t dt. Và sau đó các em đổi cận. Nếu r bằng 0, nếu r bằng 0 thì t bằng căn 4 là bằng 2. Nếu r bằng 2 sin phi, nếu r bằng 2 sin phi thế vào đây thì t sẽ bằng căn của 4 trừ 4 sin bình phương, căn bậc 2 của 4 nhân 1 trừ sin bình phương. Căn của 4 là 2, còn 1 trừ sin bình phương là cos bình phương. Dụ như chỗ này là căn bậc 2 của cos bình phương là bằng trị tuyệt đối của cos phi. Vậy chúng ta sẽ lấy cos phi hay là trừ cos phi? Làm sao các em biết là rút căn bậc 2 của cos bình phương là bằng trừ cos phi hay là bằng cos phi? Nhận xét, các em thấy là gốc phi á, trong bài toán này là chạy từ b chia 2 đến b. Gốc phi là chạy từ b trên 2 đến b thì cos phi nhận giá trị âm. Do đó là trị tuyệt đối của cos phi á, là sẽ bằng trừ cos phi. Như vậy nếu thế r bằng 2 sin phi vào đây thì t sẽ bằng căn bậc 2 của 4 trừ 4 sin bình phi, và rút căn bậc 2 là bằng 2 nhân trừ cos phi. Như vậy tích phân n được viết lại như sau: r bằng 0 là t bằng 2, r bằng 2 sin phi thì t sẽ bằng trừ 2 nhân cos phi. Căn bậc 2 của 4 trừ r bình là t, r nhân dr là trừ t dt. Do đó thế vào đây sẽ là trừ t bình phương dt. T bình phương có nguyên hàm là t mũ 3 trên 3. Đây là nguyên hàm của t bình phương, t mũ 3 trên 3. Và nếu như các em không ghi lại dấu trừ thì các em sẽ ghi cận theo thứ tự ngược lại, là cận từ trừ 2 cos phi đến 2. Các em thấy 2 vào t là 8 phần 3, rồi trừ cho thế cận dưới là trừ 2 cos phi thế vào t là trừ 8 nhân cos phi mũ 3 trên 3. Như vậy n được viết lại như sau: thế số 2 vào là 8 phần 3, thế cận dưới là trừ, trừ cho trừ 2 cos phi thế vào đây là trừ 8 cos mũ 3 phi trên 3. Vậy là trừ cho trừ là cộng, 8 phần 3 cộng 8 cos phi mũ 3 trên 3. Đặt 8 phần 3 làm nhân tử chung, hàm bên trong là 1 cộng cos mũ 3 phi. Như vậy là chúng ta đã tính xong tích phân theo biến r. Các em tích phân theo biến r tính xong đáp số sẽ là một hàm theo phi 8 phần 3 1 cộng cos mũ 3 phi. Và tích phân được viết lại như sau: tích phân từ b trên 2 đến b 8 phần 3, này là đáp số của tích phân theo biến r là 8 phần 3 1 cộng cos mũ 3 phi d phi. 8 phần 3 viết lại, 1 viết lại, cos mũ 3 phi thì bằng, chỗ này là chữ phi nha các em, cos 3 phi cộng 3 lần cos phi trên 4. Các em biết công thức là cos 3x thì nó sẽ bằng
4 cos mũ 3x trừ 3 cos x. À, do đó chúng ta sẽ tính được là cos mũ 3x á, là sẽ bằng cos 3x cộng 3 lần cos x trên 4. À, do đó cos mũ 3 phi, à, nếu mà muốn hạ cái bậc 3 này xuống á, cos mũ 3 phi thì sẽ bằng cos 3 phi cộng 3 lần cos phi trên 4. Chỗ này các em viết là chữ phi. À, ở đây là dùng công thức và các em viết trong trường hợp bài của chúng ta là cos mũ 3 phi là chỗ này là cos 3 phi cộng 3 lần cos phi trên 4. Và các em thu gọn, à, các em quy đồng mẫu số là 4 là mẫu số chung. À, và trên đây sẽ là 4 trên 4 nữa. Và các em lấy 8 chia 4 là còn 2, 2 phần 3. Như vậy tích phân được viết lại là tích phân từ pi trên 2 đến pi, 2 phần 3 nhân cho 4 cộng cos 3 phi cộng 3 lần cos phi d phi. Đây là các em đã đổi cos mũ 3 phi đó, hạ bậc 3 xuống là cos 3 phi cộng 3 lần cos phi trên 4. Và sau khi quy đồng mẫu số rút gọn, đây là tích phân. 2 phần 3 giữ nguyên, 4 lấy nguyên hàm là 4 phi, cos 3 phi nguyên hàm là sin 3 phi trên 3, 3 giữ nguyên, nguyên hàm của cos phi là sin phi. Các em thấy cận từ pi trên 2 đến pi, thấy cận từ pi trên 2 đến pi. Các em thấy pi vào, chỗ này là 4 pi, sin 3 pi là bằng 0, sin pi là bằng 0. Vậy thấy cận trên là chỉ còn lại là 4 pi. Các em thấy cận dưới, thấy cận dưới là trước khi thấy cận dưới phải có dấu trừ, và thấy cận dưới vào đây là 4 nhân pi trên 2 là 2 pi. Thấy pi trên 2 vào đây là 2 pi. Thấy pi trên 2 vào đây, sin của 3 pi trên 2 là trừ 1, thì chỗ này là trừ 1 phần 3. Thấy pi trên 2 vào đây, sin pi trên 2 là 1, thì chỗ này là 3. Vậy thấy cận dưới sẽ là 2 pi trừ 1 phần 3 cộng 3. Rồi các em thu gọn lại, đây là cận trên, thấy pi vào nè, 4 pi nè, sin 3 pi là 0. À, chúng ta khỏi ghi số 0, sin pi là 0, chúng ta cũng không ghi số 0. Trừ, thấy cận dưới là đổi dấu trừ nè, thấy pi trên 2 vào đây trừ 2 pi, thấy pi trên 2 vào đây sin 3 pi trên 2 là trừ 1, vậy là trừ 1 phần 3. Nhưng các em thấy cận dưới phải đổi dấu cho chỗ này là cộng 1 phần 3. Các em thấy pi trên 2 vào đây sin pi trên 2 là 1, chỗ này là cộng 3, nhưng thấy cận dưới phải ghi là trừ 3. Và thu gọn, 4 pi trừ 2 pi là 2 pi, 1 phần 3 trừ 3 là trừ 8 phần 3. Vậy đáp số của ví dụ 2 là 2 phần 3 nhân cho 2 pi trừ 8 phần 3. Như vậy là chúng ta vừa làm xong ví dụ thứ 2 về đổi biến sang tọa độ cực để tính tích phân bởi 2. Các em thân mến, có bao giờ các em nhận xét rằng cái mối liên quan giữa chiều dài và chiều rộng của một tờ giấy A4? Như các em đã biết thì cái tờ giấy A0 á, nếu chúng ta chia làm đôi mà cắt theo, cắt đôi về chiều dài đó, cắt đôi kích thước của chiều dài để chia tờ giấy A0 làm đôi thì sẽ ra tờ giấy A1. Và khi đó tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của tờ giấy A1 nó sẽ bằng tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài tờ giấy A0. Và tờ giấy A1 là bằng một nửa của tờ giấy A0. Tiếp tục chia tờ giấy A1 làm đôi thì chúng ta sẽ được tờ giấy A2. Tờ giấy A2 cũng có tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài tờ giấy A2 là sẽ bằng tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của tờ giấy A1. Và tiếp tục chia tờ giấy A2 làm đôi, chia làm thành đôi á, bằng cách là các em cắt đôi, chia đôi tỷ lệ chiều dài của tờ giấy A2 thì các em sẽ được tờ giấy A3. Tiếp tục chia đôi tờ giấy A3 bằng cách chia đôi chiều dài, chúng ta sẽ được tờ giấy A4. Và chia đôi tờ giấy A4 chúng ta lại được tờ giấy A5. Và tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của tờ giấy A5 lại bằng đúng tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của tờ giấy A4. Và thực ra tỷ lệ đó là bằng bao nhiêu và người ta gọi đó là gì? Các em có biết điều này chưa? Tỷ lệ đó người ta gọi là tỷ thức vàng. Như vậy tỷ thức vàng là xuất phát từ đâu? Một nhà mỹ học nước Anh ở thế kỷ thứ 17 đã từng nói: phàm là đẹp thì đều hài hòa và có tỷ lệ thích hợp. Vậy trong mắt của mọi người, như thế nào được gọi là đẹp?
Một nhà toán học Hy Lạp cổ, Pythagore đã cho rằng những thứ là đẹp thì đều có đặc trưng giống nhau. Đó là tính hài hòa thống nhất giữa bộ phận và bộ phận và giữa bộ phận với tổng thể. Thì con số 0,68 chính là một con số thể hiện được cái tỷ lệ hài hòa. Thì con số 0,68 này nó chính là nghiệm của phương trình nào và nó xuất phát là từ đâu? Giả sử chúng ta có một đoạn thẳng AB. Và cái điểm C được gọi là điểm chia tỷ lệ vàng cho đoạn thẳng AB. Bây giờ chúng ta đặt cái đoạn AC là X. Chúng ta sẽ tìm X để biết là điểm C này nằm ở đâu. Và chúng ta xem đoạn AB này là 1. Nếu chúng ta đặt X là chiều dài đoạn AC thì đoạn CB sẽ là 1 trừ X. Cái điểm C là điểm chia tỷ lệ vàng của đoạn thẳng AB thì phải thỏa cái điều kiện như sau: là chiều dài của tổng thể chiều dài của tổng thể là AB trên cho chiều dài của đoạn AC, AB trên AC thì phải bằng tỷ lệ AC trên cho đoạn còn lại là CB. Nhắc lại là AB nè, chiều dài của tổng thể trên chiều dài của đoạn AC là phải bằng chiều dài của đoạn AC trên chiều dài của đoạn CB. Như vậy các em sẽ lập được một cái phương trình như sau: AB là 1, chúng ta đặt cái đoạn AB này có chiều dài là 1 đi, 1 trên X, X là AC, bằng AC là X trên CB là 1 trừ X. Ở đây là X khác 0, điều kiện là X khác 0 nha các em. X khác 0 thì chúng ta quy đồng mẫu số nhân chéo nè. Vậy là phương trình này sẽ tương đương là X bình phương bằng 1 trừ X, là tương đương X bình phương cộng X trừ 1 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2. Các em giải phương trình này sẽ ra hai nghiệm là căn 5 trừ 1 trên 2 và trừ căn 5 trừ 1 trên 2. Thì chúng ta sẽ nhận cái giá trị dương đó, căn 5 trừ 1 trên 2. Đây là số vô tỉ, do đó nó là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Và lấy giá trị gần đúng của căn 5 trừ 1 trên 2, đó chính là con số 0,68 mà chúng ta gọi là tỷ lệ vàng. Vàng, cái cách gọi này là do nhà khoa học kim họa sĩ Leonardo da Vinci đã đưa ra lần đầu tiên và cũng được dùng cho đến ngày nay. Chính nhà họa sĩ này đã dùng cái con số 0,68 rất là nhiều lần trong ở bức họa nổi tiếng của ông. Và cái số 0,68 này được dùng trong nghệ thuật, đó là đối với diễn viên múa ba lê. Khi mà diễn viên múa ba lê nhón gót chân lên thì cái tỷ lệ từ rốn đến mũi chân trên cho tỷ lệ toàn thân mới là 0,68, thì lúc đó nó thể hiện được sự hài hòa uyển chuyển. Và cũng giống như người dẫn chương trình truyền hình thì khi đứng trên sân khấu sẽ không bao giờ đứng ở vị trí giữa mà đứng ở một cái vị trí ở điểm mà chia tỷ lệ vàng của sân khấu, thì khán giả sẽ có ấn tượng tốt đẹp hơn. Và thời gian cho buổi học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.